Hôm nay mình mời các bạn đi tới dự hội chợ Latino. Đây là cái khu vực mà họ làm cái hội chợ của Mỹ đây. Bây giờ mời các bạn đi chung với mình một vòng nha.
chữ BG người ta chụp trong báo, đó là chỗ này đó. BG này người đứng ngay giữa thì nó represent cho là chữ là Big Texas. Something or fork or something for it. Actually, mua đồ máy thì bỏ cái này vô thử nè. Bỏ miếng muối vô ha. This is more hot? Yeah.
That's more hard than this one. Okay, họ nói cái này rất là homemade house sauce. And this is homemade house sauce. Okay. This is real house sauce. Okay. More than this one. Okay. But you can enjoy it's tomato and pepper. Okay, thank you. Okay. I try some. Try it. Thank you. Enjoy it. Thank you. Okay, giờ ăn thử coi cái này ra sao nha. Napkin. Thank you very much. Okay, bây giờ mình ăn thử cái này nha. Thank you. Bạn ăn thử cái này coi ra sao đây. Đây là cái bánh mễ này rất là nổi tiếng đây. Bây giờ anh thử cho nó ra sao nha. Nhìn hấp dẫn không? Ok, bây giờ mình đang thử coi cái bánh này ra sao nha. À, bỏ miếng chanh lên đi. Đây là cái bánh đó này. Cái này giống như lỗ tai heo Việt Nam mình đem đi chiên. Giờ tới cái này. Đó đó, nhìn thấy ngon không? Giờ ăn thử miếng nữa coi ra sao. Bạn thấy này không? Cái này đó là giá heo. Không biết có phải không, để ăn thử coi. Món gỏi mẻ.